Rồi, xin chào mọi người ha. Hôm nay em giới thiệu cho anh chị một cái giống lan có rất là nhiều điểm để mọi người cùng sưu tầm và chơi ha. Thì đây là cái cây ngọc điểm lai. Cây này thì hầu như là ra hoa, có thể ra hoa quanh năm ha. Rất là dễ hoa. Bên cạnh đó thì hương thơm cũng rất là đậm đà nha. Hương thơm rất là đậm, không thua kém gì với ngọc điểm hết anh chị. Cây này thì có bộ lá rất là đẹp. Và đặc biệt là những cây này là vừa có cành hoa đang nở nè, và nó đã lên tiếp những cái vòi nụ nữa rồi nha anh chị. Những cây này rất là siêng và trồng cực kỳ khỏe nha. Cây này là ngọc điểm lai, mình có thể trồng ngoài nắng nhiều được nha anh chị. Trồng như là mocara hoặc là renret vậy anh chị. Vòi hoa rất là thơm. Đây là những cây em lựa cho anh chị là vừa có vòi hoa nè, đang nở về mình chơi nè, và vừa có tiếp theo là những cái ngồng nụ như thế này, về mình chăm sóc chơi xong những ngồng này là những cái vòi kia nó sẽ lên ha. Thì ở dưới là nó sẽ có rễ như thế này về mọi người trồng nha. Cây này nó rất là dễ bông nha, hoa to, chuỗi nó vẫn dài như thường nha anh chị. Đây, những cái chuỗi này rất là đẹp nè. Đó. Chuỗi dài nha. Bông rất là thơm. Rồi, anh chị nào muốn sưu tầm thì liên hệ nha. Rồi, xin chào anh chị.